Nó đâu? Con lợn này âm khí rất nặng. Hả? Vợ con bị sao vậy thầy? Đã bị ngã heo. Ngã heo là gì vậy thầy? Ngã heo có một vài triệu chứng để nhận biết nó. Dạ. Triệu chứng thứ nhất, mặt nó rất xấu. Khi mà thấy tiền, nó sẽ trở lại bình thường. Dạ. Đây. Ủa, cũng vẫn vậy mà. À, còn có 500 không? Dạ thầy. Mặt nó tươi lại rồi, thấy không? Vui vẻ trở lại kìa. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy, đội ơn thầy. Dạ, dạ. 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 Triệu chứng thứ hai, con chưa nó mập, nó sẽ la lớn. Thiệt hả thầy? Thiệt. Con vợ mập, con vợ mập, con vợ mập. Con vợ mập. Con vợ mập, con vợ mập. Ghê quá, ghê quá. Con thấy không? Thầy ơi, bây giờ có cách nào không thầy? Có 500 đó không? Cho thầy mượn. Con vợ mập. Con vợ mập. Con vợ mập. Con vợ mập. Đồ mập như heo, đồ mập như lợn. Dạ, hay quá. Cảm ơn thầy. Dạ, dạ con. Còn một triệu chứng nữa. Con đánh nó, nó sẽ la lớn lên. Nó la lớn lên. Vậy hả? Đâu, đánh nó thử đi. Dạ, dạ, dạ. Bữa đi nhậu bia ôm, cái tay này tán vô mặt tôi phải không? Chết mày nè. Chết mày nè. Đánh nhẹ không? Đánh đó, thấy chưa? Còn thấy chưa? Bây giờ sao thầy? Còn tiền nữa không? Dạ. Đây, đây, dạ. Còn tờ cuối nha thầy. Thầy biết rồi. Dạ. Đó, có thấy không? Nó đâu có nói gì đâu. Đó, thấy không? Đó. Đó, đó thấy không? Ôi, trời ơi, hay quá vậy thầy. Mày ngu hả? Mày mở tao ra, tao mà ra là mày chết với tao. Trời ơi, nghĩ sao nãy giờ đưa cho ông 1,5 triệu, mày mở ra chưa? Mày mở ra chưa? À. Trời ơi, thầy ơi, giờ sao thầy? Ghê quá thầy. Cái triệu chứng này là triệu chứng cuối cùng. Triệu chứng này nó nói lảm nhảm, nói dạ, suốt ngày. Dạ. Rất là nguy hiểm. Bây giờ phải làm sao? Thầy nghĩ cách giúp cho vợ con đi thầy. Thầy. Được rồi, tại có cách này. Dạ. Ghê quá. Thầy giao thiệt á thầy? Giao thiệt. Trời, nãy giờ con tưởng đâu giao đậu cụ không á. Thầy cắt cổ rồi gây án mạng ra rồi ở tù chết luôn, đâu có còn hưởng căn nhà được đâu thầy. Rồi sao nó ký tên được? Cắt vô thầy ơi, ghê lắm. Thầy cắt vô. Còn cách nào khác không thầy? Còn. Dạ. Nhưng mà hơi mắc. Dạ không sao thầy, bao nhiêu cũng được hết. Miễn sao á mà chị cho vợ con là được rồi thầy. Đưa căn nhà. Để con đón xe ôm thầy về. Thầy nói giỡn thôi, bao nhiêu cũng được. Dạ dạ, thầy yên tâm đi, con để thầy hẹp đâu. Được rồi. Đây là vợ tôi đó hả? Đúng rồi. Cậu đừng có sợ. Nếu cậu sợ, tôi phun nước lại, nó sẽ biến nguyên giấy ban đầu. 500 nè, đừng phun. Trời ơi, em đau quá. Em cởi trói cho em đi anh. Ê, con làm cái gì vậy? Cởi trói. Đừng, nó sẽ giết hết hai chúng mình đó. Cái gì? Giết hả? Đúng rồi. Trước tiên, nó dùng môi hút môi của cậu, rồi hút xuống cổ, hút xuống ngực,
Rồi rồi rồi. Hút tất cả luôn, hút hết sinh khí của cậu luôn đó. Trông ơi, trời con làm cái gì nữa vậy? Cho nó hút. Nó hút luôn tôi đó. Ghê vậy? Ừ. Hút là chết luôn hả? Tuy sao? Trời. Anh đau quá. Rồi giờ sao thầy? Trời ơi. Anh đuổi ổng về đi. Ê, đừng nghe lời nó nha. Chỉ còn hai chúng ta. Lúc đó anh muốn gì cũng được. Tôi lấy cương vị là một chủ nhà, mời ông ra khỏi nhà tôi. Cậu đừng có nghe lời nó. Ông không ra tôi báo công an đó. Tôi về. Đi, nhanh lên. Khoan. Còn chai nước này, nếu mà nó có làm gì cậu. Biết rồi, mệt quá. Đi. Còn tiền tôi đâu? Chuyện khoản sao? Đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thank you.